lần đầu tiên mình cảm giác là ok, mình có thể hiểu được tại sao những cái bức ảnh này nó đẹp. Khi nào em vào thì chỉ có 15 sinh viên mới học ở trường. Đối với chị sẽ hơi theo kiểu biết ngày nào hay ngày đấy, rất là sợ cái việc mà fail môn ở trường tại vì Hello, chào mừng mọi người đến với vlog số 5 của Quỳnh Anh. Vì lần này lại là một vlog số lẻ nên mình đã nghĩ ra một cái hay ho nữa để cho mọi người xem. Xin giới thiệu, Bánh Quy. Hello mọi người. Chào mọi người, em tên là Tâm, hiện tại em là sinh viên của trường Đại học RMIT. Chuyên ngành của em là Digital Film and Video, là sản xuất phim kỹ thuật số. Thì như mọi người đã biết hoặc là chưa biết thì mình nhắc lại luôn, mình đang là sinh viên năm cuối ở Đại học Fulbright và ngành học của mình là Art and Media Studies, nghiên cứu về nghệ thuật và phương tiện. Là gần nhất với lại Fulbright là hàng xóm với nhau. Và bên của chị là học về phim. Cái ngành cái mảng mà chị tập trung là chị cũng học về phim. Thế nên là hôm nay mình rủ Tâm ra ngoài đi cà phê, nhưng thực chất là để cho lên blog so sánh việc học phim ở trường Fulbright với trường RMIT. IMIT. Disclaimer một chút thì ở Fulbright không có ngành gọi là ngành phim mà bọn mình sẽ học là Art and Media. Thì trong ngành này các bạn có thể lựa chọn để học những môn nâng cao tập trung riêng về mảng phim hoặc là mảng hội họa hoặc là mảng nhiếp ảnh. Thì điều này nó cũng liên quan đến câu hỏi đầu tiên luôn, đó là ở Fulbright và IMIT thì cung cấp bằng về ngành phim như thế nào? Hiện tại thì bên cái ngành của em thì cũng là ngành mới, chưa có sinh viên tốt nghiệp. Nhưng mà theo em biết thì nếu mà cấp bằng thì vẫn sẽ cấp theo ngành là phim và video, tại vì hồi trước là bên phim được tách ra từ digital media để mà học chuyên sâu hơn về phim, nên em nghĩ vẫn sẽ cấp cấp bằng có bằng phim. Nghĩa là bọn em nếu mà tốt nghiệp cũng sẽ là cái khóa đầu tiên. Hiện tại là em đang học năm 2, còn có mấy anh chị là đang học năm 3 chuẩn bị tốt nghiệp. Theo cái lộ trình của bên trường thì là 3 năm, một phụ thuộc theo là mình đăng ký môn như thế nào thì cái tiến trình học của mình nó sẽ dài hơn, hoặc là nó đúng 3 năm. Cũng học thì ngắn hơn đúng không? Kiểu chưa đến 3 năm mà đã học xong hết rồi. Học rồi. Dạ cũng có. Kiểu nếu mà mình có đủ khả năng để mà chạy deadline thì mình vẫn có thể ra trường sớm. Và ở trường mình thì tất nhiên cái bằng nó vẫn sẽ ghi là Art and Media Studies. Và mình không biết là liệu có cái kiểu focus hay concentration là mình học phim hay là học nhiếp ảnh không. Nhưng mà nói chung là bọn mình tốt nghiệp thì cũng sẽ là khóa đầu tiên. Năm nay là năm học cuối rồi nên là kiểu tháng 5, tháng 6, 2023 sẽ là lúc mình chính thức nhận cái bằng. Hệ đại học của mình ở Fulbright thì cũng kéo dài 4 năm như các trường đại học bình thường. Tuy nhiên là ở trường mình thì mình không nghĩ là có ai có đủ khả năng để học ngắn hơn và vẫn tốt nghiệp được. Bởi vì là mình thấy học rất là nặng và các môn kiểu cái thời gian học cũng được xếp khá là dày này. Như vậy thì mình nghĩ là những bạn nào mà ngay từ khi mà tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị vào đại học biết là mình đam mê phim, thích làm phim và muốn dấn thân vào cái nền điện ảnh nước nhà thì các bạn có thể chọn luôn học ở đại học IMIT. Còn ở Fulbright thì mình nghĩ là sẽ phù hợp hơn với những bạn có thể là chỉ hơi đam mê nghệ thuật hoặc là thích làm những cái gì để sáng tạo và lúc ban đầu là chưa có định hướng là mình muốn làm phim hay không, hoặc là mình có theo hội họa nghệ thuật gì không, thì các bạn có thể vào học để trải nghiệm. Như mình là lúc ban đầu và mình không nghĩ mình sẽ học về art hay học về phim cơ đó, nên là câu hỏi đầu tiên này chắc là sẽ cho IMIT một tỷ số hiện tại bây giờ là 1-0. Mọi người là 1-0. Trong năm nhất thì bên trường sắp xếp lộ trình cho tụi em là sẽ học những môn căn bản, như là tụi em sẽ học những cái môn mà về làm phim, như là sẽ viết script, vẽ storyboard, rồi học những cái căn bản về edit với sử dụng máy quay phim, máy ảnh, mic, sound. Xong rồi tới năm 2 tụi em sẽ học chuyên sâu hơn về những cái môn học ở năm nhất. Xong rồi tới năm 3 là tụi em sẽ làm capstone với lại là đi intern. Fulbright thì cũng có thể nói là có một cái lộ trình cho 4 năm học. Thì như mình học năm nhất là sẽ phải học các môn căn bản của core course. Lúc đấy là bọn mình kiểu chưa biết là mình sẽ theo ngành nào. Thế nên là core course đấy bọn mình sẽ học ở tất cả những cái lĩnh vực. Rồi mình có thể sẽ phải học cả computer science, học literature, rồi học về lịch sử, các thứ bên cạnh việc học art. Thì trong đấy sẽ có những cái môn căn bản của từng lĩnh vực. Học thì mới biết là tài liệu của cái môn đấy như thế nào và mình có thích để học thêm các lớp khác của môn đấy không. Thế phải hoàn thành đủ core course thì mới được đăng ký vào những cái lớp level cao hơn, kiểu 200 các cái ngành. Bọn mình có một cái nữa là có thể học kiểu elective, nghĩa là không nhất thiết nó là cái môn thuộc cái major của mình. Nghĩa là bây giờ chị vẫn có thể học elective của các môn kiểu social science hoặc là elective của computer science, tại vì nó vẫn nằm trong cái tổng credit bằng đại học của mình được học. Nhưng mà sẽ có những cái môn yêu cầu tối thiểu thuộc trong cái ngành của chị. Bên em thì bắt đầu từ khoảng cuối năm 2 là các bạn cũng có thể là học những cái môn elective. Có một số bạn cũng học ở học IT cũng qua bên team của em cũng học thêm. Một trong những cái môn elective mình học và sau đấy nó cũng dẫn đến quyết định của mình là mình thích tập trung vào mảng phim, là mình học lớp visual storytelling. Cơ bản vẫn là viết script, viết kịch bản, nhưng mà thầy sẽ dạy theo kiểu là làm nào để mình hình
hình dung hình ảnh hóa được những cái ý tưởng câu chuyện ra. Với cả đợt đấy rất là hay bởi vì lớp đấy học kiểu trong đợt lockdown 2020, kiểu đợt đầu tiên Covid vào. Khi bọn mình học online thì cái kịch bản và cái việc là phải viết online cũng tiện để cho thầy chấm và hỗ trợ lớp. Bây giờ thì mình đang học khá là nhiều lớp nặng về lý thuyết đọc, vẫn tiếp tục là đào sâu về mấy cái theory. Bên của em thì nó xen kẽ với nhau. Tụi em đều học những cái môn theory với lại là môn thực hành chung luôn. Kiểu năm nhất thì tụi em chỉ kiểu học sơ về sử dụng máy ảnh. Rồi qua năm hai thì tụi em sẽ bắt đầu làm những bộ phim, rồi tụi em sẽ phân role ra làm nó kiểu nó nghiêm túc hơn so với năm nhất. Chính ra ở trường chị cũng có cái gọi là practicum course, như ở những cái lớp mà chuyên về practice. Nhưng mà cảm giác chắc nó thiếu giáo viên ý, thiếu người dạy. Giới thiệu sương sương và luyện tập thực hành một chút. Những cái lớp practicum bây giờ mà mình đang học thì sẽ có lớp diễn xuất, rồi có lớp vẽ 2D, rồi thực hành 3D. Nghĩa là mình cảm giác là tại vì trường mình vẫn đang offer rất là nhiều cái sự lựa chọn đa dạng ý. Và số lượng sinh viên cụ thể để mà kiểu theo đuổi ngành làm phim thì cũng không quá lớn hay như nào đấy, nên là trường chưa đầu tư hẳn vào là kiểu dạy hẳn kỹ thuật series thực hành nó bài bản. Mình có thể cho một đều ở đây được không? Nhưng mà một đều mà bây giờ cộng vào thì vẫn là IMIT 2 còn Fulbright 1. Bên em thì mới có các anh chị học năm 3 nên cũng là em chưa có đạt được cái việc thực tập ở bên trường. Mọi người sẽ tự làm những cái bộ phim ngắn gửi cho các film festival dành cho học sinh sinh viên, những cái nhà làm phim trẻ. Và bên trường em cũng có bộ phận mà để mà giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên. Một số bạn trường em là cũng trao dồi việc edit, làm thêm những cái crew ở ngoài, người ta cũng tự tìm cơ hội để mà có thể làm part time. Em nghĩ thì thực tập bên Mila cũng ok, tại vì bên phim của tụi em là bên trường cũng dạy về PVC, làm những cái fashion film, không hẳn là làm về điện ảnh, nhưng mà tụi em học mà những cái kiến thức là kiến thức về điện ảnh. Ví dụ như cái cuộc thi mà bọn em đầu phim đi thi thì bọn em có gửi cho trường hay nhờ trường support hỗ trợ gì không? Đa phần là cũng tự làm, kiểu như là vận dụng những cái gì mà bên trường đã dạy cho chúng em, rồi xong rồi chúng em sẽ tạo thành một cái khung nhỏ, xong rồi tự làm phim rồi đem nộp cho bên mấy festival. Trường mình thực ra không có yêu cầu cụ thể cho ngành phim là kiểu phải đi thực tập ở khu phim hay gì cả, nhưng mà có một cái yêu cầu chung cho các sinh viên để mà tốt nghiệp được thì sẽ phải đi học cái đấy bọn mình gọi là EL, Experiential Learning, thì không nhất thiết là phải đi làm trong phim, nhưng mà nếu mà ai thích về phim thì có thể tự tìm cơ hội để đi hỗ trợ trên set quay gì đấy. Như đợt đấy mình làm là bởi vì năm nhất mình đã đi học cái EL đấy rồi, và năm nhất năm 2 thì mình chưa focus vào phim, nên là lúc mình đi làm theo kiểu marketing. Cơ hội thì trường mình có một cái gọi là Career Development, coi phòng ban Career Development, thì các anh chị sẽ hay gửi newsletter qua email và sẽ có rất nhiều kiểu đầu việc, opportunity, những cái gì mới, hoặc là các bên đối tác của trường có đang tuyển dụng gì không. Nhưng mà nói thật thì mình thấy về phim vẫn hơi ít, cơ hội về art nói chung thì nhiều hơn. Hiểu trường mình có hợp tác với Nguyễn Art Foundation, như là những cái phòng tranh gallery lần lớn, thì có nhiều bạn sinh viên trường mình cũng đi thực tập ở đó. Em nhớ cái kỳ trước là em có tham gia một cái kiểu một cái buổi xem phim của trường. Trường em mở hàng tuần giờ thứ tư. Cái chủ đề là nó sẽ theo từng cái buổi xem phim của cái kỳ đó. Như cái kỳ trước em xem là phim về narrative, là về cách kể chuyện. Xong rồi là tụi em được gặp đạo diễn của phim Đêm Tối Rực Rỡ. Chị biết. Ừ, hiện như bây giờ thầy đấy đang dạy ở trường mình. Thầy đang dạy diễn xuất của chị Aaron Chonso. Sony cũng có một lần là kết hợp với bên trường em để làm một cái workshop giới thiệu về camera. Tụi em được gặp một travel filmmaker, là cái anh đó là hay quay những cái thước phim về du lịch mà thấy rất là đỉnh, thấy rất là đẹp. Ở trường mình thì mình nghĩ là nó chưa thành một cái hệ thống lịch trình bài bản, kiểu bọn mình sẽ không có lịch cố định để movie screening chiếu phim. Bọn mình cũng có giao lưu với Aaron Toronto, nhưng mà là của trong lớp, kiểu những cái lớp phim của bọn mình nếu mà được thì các giáo viên cũng sẽ hay mời guest speaker đến tham gia một cái buổi trò chuyện, thì đấy là trong các lớp. Hoặc là có phim ROM, The ROM thì làm như kiểu uni tour, chị nhớ là đấy, thì bọn chị cũng gặp anh Wally cũng đến trường mà kể về cái đợt công chiếu của phim ROM như nhau, đúng không? Tại vì hai trường đều không có yêu cầu hoặc là có cái offer cụ thể về cái việc là mình sẽ đi thực tập trong mảng phim. Một đều, mình thấy là nâng hỏi lại một đều tiếp. Bây giờ tỷ số bây giờ là 3-2. Câu hỏi số 4 sẽ là về đầu ra nghề nghiệp. Thì cái này thực ra cũng khá là khó bởi vì cả hai trường của mình thì chưa có khóa nào tốt nghiệp trong cái mảng này. Nhưng mà em kiểu để tự đánh giá hoặc tự nhìn nhận thì bây giờ em cảm thấy thế nào về tương lai của mình? Hiện tại là có một số bạn chưa tốt nghiệp nhưng cũng đã kiếm được việc làm. Cho nên em nghĩ là nếu mà tụi em học xong thì đầu ra thì tụi em cũng vẫn rất là ok. Có dạy về edit, rồi dạy về hoặc về sound, rồi dạy là
cách để mà hình thành một cái group. Nên em nghĩ nếu như mà làm đạo diễn hoặc là producer thì tụi em chưa chắc, nhưng mà nếu như mà có thể làm editor hoặc là một số cái vị trí mà nó không đòi hỏi là quá nhiều kinh nghiệm thì tụi em vẫn có thể mà làm được. Chị cũng nghĩ là điều đấy cũng đúng với Fulbright, tại vì là ở trường chị thì đấy kiểu học bọn chị sẽ cơ bản là học kiến thức nền tảng và kiến thức khá là chung chuyên về nghệ thuật, còn những cái kiến thức về kiểu kỹ thuật thì cơ bản là các bạn đều có khả năng tự học đấy, thì mọi người sẽ tự học và tự làm qua các cái project. Ý là cái phần này mình nghĩ là đầu ra nghề nghiệp được một phần nào đấy bởi vì hào quang của trường, kiểu danh tiếng của trường, nhìn biết là sinh viên của IMC với sinh viên của Fulbright thì chắc có vẻ uy tín hơn một chút đấy, thì có thể đấy là nhận định của những người bên ngoài nhìn vào. Còn về trường mình thì hiện tại bởi vì cái mảng phim chưa có alumni, chưa có các anh chị khóa trước và cũng chưa có hẳn cái gọi là cơ hội trực tiếp được đưa xuống cho bọn mình, lại một đều ở đây. Ok, một cái khó khăn lớn nhất của em khi mới vào là em phải viết bài phân tích phim, tại vì em viết khá là yếu, với lại em cũng lúc đó là em vào em cũng không biết là mình nên viết cái format nên như thế nào. Em rất là panic tại vì em thật sự là em rất là sợ cái việc mà theo môn ở trường, tại vì đóng tiền học lại nó cũng khá là nhiều, cho nên là em không muốn làm báo con, em không muốn làm cha báo mẹ, nên lúc đó em panic dữ dội. Nhưng mà thầy với lại các bạn của em thì lại rất là nice. Em thường tụi em sẽ làm phần sau với thầy cô, là tụi em sẽ đăng ký rồi xong rồi các thầy sẽ xem bài của em rồi cần chỉnh sửa những cái gì, thì em thấy các thầy làm rất là có tâm chỉnh sửa cho tụi em rất là tốt luôn, cho nên là em vượt qua cái môn đó và cái điểm số nó hơn cái những gì em nghĩ. Chắc gọi là học ngành phim ở trường thì cũng hơi đúng, tại vì là đối với mình thì nó là cái kiểu thi thoảng mình sẽ hay tự hỏi bản thân trong đầu là tại sao mình phải học cái môn này và tại sao mình phải đọc cái tài liệu này, bởi vì ngoài học đủ về art, về phim thì mình vẫn phải học thêm nhiều môn khác elective để cho đủ tổng credit để mà tốt nghiệp rồi. Thì có nhiều lúc mình sẽ thấy rất là tức, bởi vì đáng lẽ trường nên cho nhiều môn về art, nên cho nhiều môn về phim, về những cái mà mình quan tâm hơn để mình có thể học và mình thấy là nó phù hợp trực tiếp, liên quan trực tiếp đến ngành của mình. Chị nghe được ai đó có cho chị một kiểu cái tip, đó là ví dụ gặp cái môn mà mình có vẻ không thích lắm hoặc mình thấy nó chả liên quan gì đến cái ngành của mình, thì mình có thể nghĩ nó theo hướng là bây giờ mình sẽ học môn này theo cách của một đứa học art, theo cách của một đứa học phim. Nghĩa là mình hoàn toàn có thể học nó theo cách mà mình muốn và học để làm sao mình trích xuất, extract ra càng nhiều cái value của môn học đấy, càng nhiều cái code ấy. Thì ví dụ là hồi đấy chị học lớp Scientific Inquiry cũng là một môn bắt buộc phải học hồi năm nhất năm hai, thì cái lớp đấy là như kiểu là học về khoa học, học về cách mà các nhà khoa học nghiên cứu, rồi kiểu làm sao để người ta đặt ra những cái giả thuyết, rồi thực hành thí nghiệm như thế nào để chứng minh cái giả thuyết đấy là đúng. Bài cuối kỳ là chị team up với một nhóm hai đứa nữa cũng học art, kiểu đặt câu hỏi là bây giờ nếu mà cái thuốc nhuộm vải, người ta có cái nhuộm vải indigo là màu tràm ấy, cái màu hơi xanh xanh màu của quần jeans các thứ, thì cái thuốc nhuộm đấy nếu mà tưới lên cây thì nó có chết không, kiểu ý là test cái độ độc hại của những cái thuốc nhuộm đấy. Thì bọn mình sẽ cố gắng nhìn cái môn đấy theo một cách art nhất có thể. Chấm điểm phần này mình cũng thấy rất là biết ơn trường, và mình thấy hệ thống hỗ trợ sinh viên của cả hai trường rất là tốt. Một đếm. Đây là một câu hỏi bonus bởi vì mình nghĩ là khó để mà chấm điểm cho câu này. Thì câu này sẽ muốn hỏi về cái môn học yêu thích nhất của bánh quy ở trường. Em thì là người thích về script, cho nên là em rất là thích cái môn học về screenplay. Em thấy kiểu môn đó, kiểu bắt đầu em cũng suy nghĩ là viết kịch bản với lại viết sách, viết truyện nó sẽ khác nhau như thế nào. Sau khi học cái môn screenplay đó em mới kiểu hiểu ra là viết kịch bản nó hoàn toàn khác với viết sách. Viết kịch bản thì mình phải visualize mọi thứ ra, mình không có miêu tả inside, mình phải miêu tả mọi thứ nó visual. Thì với lại môn đó là thầy rất là dễ thương, thầy dễ thương từ ngoại hình cho đến tính cách luôn. Thầy gì đấy, thầy tên gì vậy? Thầy David. Thầy kiểu nhìn tròn tròn giống Doraemon, thầy truyền động lực cho em, rồi thầy chỉnh sửa rất là cặn kẽ chi tiết, cho nên là môn đó điểm cao nghe không trời. Mình sẽ chia sẻ về một cái lớp mà mình thấy cũng rất là hardcore ở trường, nhưng mà mình cảm thấy là nó cũng là một trong những cái mấu chốt khiến cho mình quyết định là mình sẽ major art. Tại vì lúc đấy mình học phim theory rồi nên mình học thêm photo theory, học về lịch sử và lý thuyết của photo. Thì ra là thích cái lớp photo đó. Lần đầu tiên mình cảm giác là ok, mình có thể hiểu được tại sao những cái bức ảnh ấy nó đẹp, hoặc là mình hiểu được cách làm sao để tạo ra được những cái gọi là nó đẹp và nó dễ chịu về thị giác. Ngoài ra thì mình cũng hiểu thêm về ý nghĩa của một số cái lý thuyết về phân tích hình ảnh cơ bản, với cả là cách mà kiểu các nghệ sĩ trải qua thời gian thì người ta sử dụng hình ảnh để kể câu chuyện của họ hoặc là để tuyên ngôn cho một cái ý tưởng gì đấy. Em sẽ chấm trường em là
3/5. Tại vì bên trường em cũng có một số cái em rất là thích, như là bên trường em là có cho lượng đồ quay rất là đầy đủ, rất là ok. Như tụi em sử dụng máy quay phim 6K, đèn, rồi sound, mọi thứ rất là ok. Thư viện về tài liệu học cũng tốt, giảng viên của tụi em cũng rất là tận tâm. Nhưng mà có một số môn học của trường thì em cảm thấy là nó chưa được ok lắm. Tại vì ngành này cũng là ngành học mới, thì em nghĩ sau này trường cũng sẽ thay đổi nhiều. Bên em khá là ít giảng viên, kiểu bên tụi em ít học sinh nên là ít giảng viên, cho nên là tụi em muốn đa dạng giảng viên hơn. Tại vì kiểu mỗi giảng viên người ta sẽ có một cái experience riêng. Bên trường dạy thì cũng chỉ là 5 phần, tụi em cũng phải về tự học thêm 5 phần nữa, cho nên là trừ 2 điểm trường thì đó, còn lại thì mọi thứ rất là tốt. Đối với bên chị thì cũng thế, cũng kiểu mới nên là cũng sẽ có những cái bất cập, như kiểu là số lượng giáo viên. Rồi bọn chị thì có một cái hơi gọi là keyword ở Fulbright mà mọi người sẽ hay nhắc đấy là uncertainty, là kiểu sự bất định, bất ổn, mọi người sẽ không biết là có cái gì kiểu không dự đoán trước được. Thì ví dụ như là lịch trình các lớp học kỳ tới bây giờ vẫn chưa finalize, nghĩa là mình vẫn chưa biết là năm sau mình sẽ đăng ký được những môn nào để mà học cho xong. Nên là nhiều khi thì cái việc học ở trường đối với chị sẽ hơi theo kiểu biết ngày nào hay ngày đấy, như kiểu là cái kỳ này thấy cái môn này hay thì bây giờ mình phải học luôn, chứ không có theo kiểu là để dành đến năm sau học, bởi vì chưa chắc là năm sau đã offer lại ở môn đấy. Nên là nó cũng hơi buồn cười, kiểu thi thoảng sẽ có những cái lúc mà mình không được học cái môn mà một số bạn đã học rồi, bởi vì các bạn ý đăng ký được đúng cái lúc đấy, còn sau đấy thì trường không offer lại nữa, hoặc là thầy cô không còn thời gian để dạy lại cái môn đó. Môi trường học tập thì chị thấy chị thích ở Fulbright hơi nhỉnh hơn một chút, nên là chị nghĩ là chị sẽ cho 3.5/5. Tại vì cái mà chị rất là trân quý ở trường là cái sự thoáng hay là sự cởi mở của sinh viên và cả thầy cô. Nhiều khi mình đang bị rối bời rồi mình bị căng thẳng, thì mình quay ra nhìn thấy có, đồng ý là có nhiều người khác cũng chạy deadline với mình thì thấy không vui. Nhưng mà một cái mà kiểu nó là tôn chỉ kiểu ở trường, trên campus trường, hoặc là thấy các bạn sinh viên lúc giao tiếp với nhau ấy, là mọi người rất là kind và mọi người rất là chú ý đến cái sức khỏe và cái đời sống riêng của sinh viên. Có một số thầy ở trường mình rất là chill, và các thầy cô còn bảo là các em không nên thức khuya sau 10 giờ chỉ để chạy deadline và nộp bài cho môn của chúng tôi, nên là chúng mày hãy tập trung và có một cái cuộc sống vui vẻ và khỏe mạnh. Bên thư viện sẽ cung cấp mì gói cho các bạn sinh viên ở lại buổi tối để có thể mà chống đói. Để mà kết lại video thì mình thấy Fulbright với IMIT về cái mạng phim hoặc là media mà mình đang học cơ bản là cũng 1-9-1-10. Nghĩa có chỗ này có chỗ kia, kiểu cũng không hẳn là giống nhau hoàn toàn, chắc chắn là không thể giống nhau rồi, nhưng mà những cái điều hay ho hoặc những cái mặt trái thì nó là một cái phần gì đấy tạo nên cái sự thú vị riêng của hai trường. Cũng rất vui vì hôm nay có Bạch Quy ở đây thì mình cũng có thêm những cái góc nhìn khác về các bạn sinh viên ở trường khác thì họ như thế nào. Và cũng nhìn chung thấy được một cái tinh thần đó là sự tự lập và chủ động của sinh viên là rất là quan trọng. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những vlog tiếp theo. Cảm ơn Bạch Quy, bye bye em.